đây có ai là fan của Ngân Hà Trùm Đất Bắc không nhỉ? Video ngày hôm nay sẽ khui tất tần tật những bí mật về idol này nhé. Lệ tay like ngay video và let's go nào. Câu 1, nhìn kỹ xem đâu là đôi mắt của Ngân Hà. Mở bát quá ư là thuận lợi rồi nhỉ. Ai chọn đôi mắt thứ hai thì xứng đáng được tiết lộ bí mật ngày hôm nay. Còn ai sai thì sang câu 2 mình gỡ điểm ngay nhé. Câu 2, kênh TikTok của Ngân Hà tên là gì? Một câu đố nữa cho các fan gỡ điểm. Bà không chịu để tên bình thường như mọi người mà phải để là rất là Ngân Hà mới chịu cơ. Đúng là Trùm Đất Bắc làm gì cũng chất chơi. Câu 3, Ngân Hà vừa đi chơi ở đâu vậy ta? Quay video như thế này thì chỉ có fan cứng mới nhận ra mà thôi. Không follow thì còn lâu mới biết được chị ấy đi Tam Đảo về nè. Có ai gặp idol ở đây không nhỉ? Like video điểm danh cái nào. Ấy thế không có nghĩa là dứt khoát ta phải thành xa. Nhất định chưa thể nào chấm dứt, không thể như thế. Một ngày đó với anh không còn buồn nữa đâu. Bước qua tình sẽ tan vào trong hố sâu. Rồi mênh mang thấp dẫn chỉ là chiếc bao thôi. Vội mặc chiếc áo bước mau nhưng tìm em chỗ nào. Bước trong anh mình trước mắt toàn là bóng đen. Câu 4, Ngân Hà chơi thân với TikToker nào? Ngân Hà thì phải chơi thân với Ngân Hà rồi. Cơ mà hai bà chơi với hợp tình hợp lý quá đi. Chứ mèo Simi với Ngân Hà thì còn chưa gặp nhau bao giờ ấy chứ. Câu 5, chị Hà rơi vào con đường top top vào năm bao nhiêu tuổi nhỉ? Thì từ năm 17 tuổi Ngân Hà đã sa ngã vào top top. Từ đó bà được gọi với cái tên là Trùm Đất Bắc. Thế còn bạn thì sao? Bạn chơi top top từ năm bao nhiêu tuổi nào? Câu 6, ngoài tên là Trùm Đất Bắc thì Ngân Hà còn có tên là gì? Trái chuối kia kìa, ông nào chọn Hà Môi thì tôi cũng đến lạnh luôn đó. Đội cái quần lên đầu đi là vừa. Hôm nay mưa phủ bay hương bay nhẹ vô cùng đôi tóc bay. Nhớ thương nàng ăn lang thang trong đêm mà đâu có hay. Câu 7, nhắc đến chuối, còn có idol nào cũng có hình quả chuối vậy nhỉ? Luôn, idol Jenny Huỳnh nổi tiếng với icon quả chuối vì bà thích ăn chuối nữa cơ. Fan chuối like video điểm danh đi nào. Không đi quá vội, anh đây sẽ đợi vì dừng bao nhiêu lần đèn đỏ chỉ khiến anh vui thôi. Câu 8, bạn thấy hai chuối có tính cách như thế nào? Ít khi thấy chị ấy nữ tính váy vóc bánh bèo luôn á. Chắc nam tính là tính cách dễ nhận biết và đặc trưng của hai chuối rồi. Bởi vì thế mà fan cứ mê đứ đử luôn đấy trời.
Cơ mà dạo này hay thấy chị ấy quay top top với chị Quỳnh Như ghê ta. Bạn có biết mối quan hệ của hai chị là gì không? Có thể các fan chưa biết, chứ chị Quỳnh Như là chị gái của Ngân Hà đó. Cũng đúng rồi nha, cùng quê Trương Mỹ lại cùng họ Lương. Xuất sắc luôn cái cặp bài trùng này ơi. Câu 10. Ngân Hà đã sửa bộ phận nào trên cơ thể nhỉ? Ngày xưa là đã xinh lắm rồi, giờ sửa mũi xong sang xịn mịn gấp 10 chân kính. Cơ mà người ta bảo sửa mũi còn đổi cả vận hay sao ấy nhỉ? Em đã làm gì có người yêu? Em đang sợ ế thế này. Câu 11. Ai đã đi sửa mũi cùng Ngân Hà? Chị em Song Hà cùng nhau đi sửa mũi đúng là quá ư là ngầu lòi luôn. Đúng là câu chuyện lột xác của hai mỹ nữ gần phố khiến dân tình xôn xao rồi nha. Câu 12. Hai chuối là chùm đất Bắc, vậy võ nữ Ngân Hà có phải là chùm đất Nam không nhỉ? Không phải đâu bà con ơi, chùm đất Bắc thì có chứ chùm đất Nam thì không có nha. Cơ mà cái tên này chỉ đùa thôi mà lại thành tên thật luôn á trời. Câu 13. Video này Ngân Hà quay với ai? Câu 14. Thế còn đây là idol nào chung khung hình với chị Hà vậy nhỉ? Chuẩn luôn, idol Kiều Duy Long nè. Bịt kín vậy mà fan cũng soi ra được, nể thật đó nha. Chuối mãi fan cũng không có thích lắm hả? Giờ thì like video và đăng ký kênh cho chị Kính và đừng quên bình luận đó nha. Mãi yêu à.